Thưa quý vị, 8 tháng của năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 1,44 triệu lượt người, gấp gần 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay vẫn là một thách thức lớn. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác quảng bá, cũng như nới lỏng về các biện pháp phòng chống dịch, tuy nhiên theo đánh giá, thị trường quốc tế vẫn đang phục hồi chậm, mà phần lớn là do vướng về chính sách visa. Phải tăng cái số lượng nước mà được công dân được miễn thị thực đến Việt Nam, đồng thời là phải tăng cái số ngày để họ có thể lưu trú ở Việt Nam. Thì như thế là đây mới là cái gọi là tận dụng đúng cơ hội. Trong cuộc họp chính phủ mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa đề nghị các cơ quan nghiên cứu có giải pháp về visa phù hợp với tình hình hiện nay để thu hút mạnh hơn du khách, thúc đẩy phục hồi du lịch quốc tế. Có thể nói quá trình phục hồi của ngành du lịch dù đang ghi nhận nhiều bước khả quan, song vẫn thiếu bền vững. Trải qua các đợt cao điểm đón khách nội địa, các doanh nghiệp du lịch bắt đầu áp lực trở lại khi du lịch bước sang mùa thấp điểm, mà thị trường khách quốc tế vẫn chưa thể phục hồi như kỳ vọng. Một áp lực tài chính lên các cái đơn vị vận chuyển, làm sao để qua cái mùa đông này chúng ta phải đảm bảo được, duy trì được về cái độ bảo trì, bảo dưỡng của các đầu xe, và để chúng ta phải chờ cái thời cơ khi nào là khách phục hồi. Mặc dù đã có chiến lược xúc tiến quảng bá du lịch bài bản, có sự chuẩn bị tốt về nhân lực, vật lực cũng như các sản phẩm mới để thu hút khách quốc tế, thế nhưng cùng với cái khó chung của du lịch cả nước, Đà Nẵng vẫn chưa thể khôi phục thị trường quốc tế như kỳ vọng. Lý do chính là do một số thị trường lớn của ta là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan vẫn còn duy trì cái chính sách kiểm soát dịch bệnh rất chặt. Khách du lịch đến Việt Nam quay về thì đa phần phải cách ly. Cho nên các nguồn khách này còn rất dài dặn. Các thị trường mà đã mở cửa với ta như là châu Âu, Mỹ, như là Đông Nam Á, khách có tới nhưng mà cái do độ trễ trong cái việc đăng ký tour thì vẫn chưa nhiều. Trước tình hình này, Đà Nẵng cũng đã điều chỉnh kế hoạch khôi phục phát triển thị trường khách du lịch quốc tế đến thành phố giai đoạn cuối năm 2022 và năm 2023, cập nhật những biến động thay đổi của một số thị trường, xu hướng thị hiếu của du khách để tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến phù hợp, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, xúc tiến hình ảnh điểm đến tới du khách mạnh mẽ hơn nữa.